nơi là thủ đô kháng chiến gắn liền với nhiều quyết định quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Xin chào Đinh Hòa. Định Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Thái Nguyên, được biết đến với di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa, là một khu di tích rộng lớn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã sống và làm việc từ ngày 20 tháng 5 năm 1947 đến năm 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp. Ở đây Định Hóa được thiên nhiên ban tặng rất là nhiều yếu tố, điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng nên mọi người trồng rất nhiều các loại cây như cây quế hay là có cả gạo bao thai nữa. And we are here to eat fruits, right? Có chứ. Mọi người trồng rất là nhiều những loại cây ăn quả. Chị ấy cho em biết có một hợp tác xã trồng rất là nhiều các loại cây ăn quả với sản lượng rất là cao và có độ ngọt rất là ngon. No, I'm excited. Yes. Đạt có biết đây là quả gì không? No. Quả cam ấy. Đây à? It's orange. Orange. Oh. Yeah. Nhưng nó vẫn còn đang xanh. Chị đã dẫn em đến một cái vườn rất là nhiều dưa. Chúng ta có thể ăn luôn tại vườn. Let's go. Let's go. Chào chị. Đây là chị Hương, hợp tác xã nông nghiệp an toàn Định Hóa. Hôm nay chị Hương sẽ dẫn chúng ta đi thăm mô hình trồng dưa lưới của nhà chị. Đi, chúng ta đi nhỉ? Đi theo bạn. Cẩn thận nhé, cẩn thận nhé. Đi chơi. Tôi chỉ biết đến những nơi trồng nhiều trái cây ở Nam Bộ, còn những vườn trái cây ở Định Hóa Thái Nguyên thì mới được nghe nói tới. Thật may hôm nay tôi được một người bạn dẫn đường là MC Hương Liên. Đây là vườn dưa lê siêu ngọt. Dưa lê siêu ngọt. Tiếp bên trong kia sẽ là có dưa lưới. Wow, hình như cái vườn này đã được thu hoạch rồi phải không chị? Vườn này đã được thu hoạch rồi. Cứ mỗi một lứa thì mình sẽ thu hoạch hết hay là mình thu hoạch cuốn chiếu ạ? Mình sẽ thu những cái quả chín trước, sau đó những cái quả lớp sau ấy thì mình sẽ để lại, lúc nào chín sẽ thu tiếp. Phúc Đạt đã được ăn thử dưa này chưa? Yeah, already eat, it was very good. Dưa này thì nếu mà mình bán thì bao tiền một cân hả chị? Dưa này đang bán 30.000 một cân. Wow. Em vặt nhá. Vặt luôn. Thơm lắm. Thơm không? Quả này thì đã đạt là loại 1 chưa chị? Quả này đạt loại 1 luôn. Đây, tại vì đây nhìn. Cái cuống là cái cuống này là dã hết cỡ này, trắng này. Sau là quả này tròn chị ạ này. Quả này chắc tầm 400g. 400g. Quả này thì tính vào loại 2 thì nó hơi nhỏ. Các bạn này có thể vặt quả này. Đây nữa này. Đạt, có sâu. Sâu. Sâu này chứng tỏ là dưa sạch. Dưa sạch. Đạt ạ. Ở đây trồng dưa theo quy trình gì hả chị? Ở đây thì mình trồng theo quy trình Việt Gáp. Với diện tích khoảng 1,5 hectare trồng nông sản an toàn lớn nhất huyện Định Hóa, Hợp tác xã Nông sản An toàn ATK Định Hóa của chị Hương hiện đang có trên 8.000 m2 nhà màng để trồng dưa lưới, dưa lê siêu ngọt. Do áp dụng khoa học kỹ thuật, năng suất có thể tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với trồng ngoài điều kiện tự nhiên. Hiện nay với diện tích 2.000 m2 trồng dưa lưới đang cho sản lượng khoảng gần 5 tấn trên một vụ và 6.000 m2 dưa lê siêu ngọt cho sản lượng 3 tấn trên một vụ. Giống này gọi là dưa gì chị? Đây gọi là dưa lê cẩm ngọc. Dưa lê cẩm ngọc ạ? Đây là cắt được. Cắt được. Không không, mình sẽ cắt như thế này nhé. Mình sẽ cắt lấy ở đây. Đây. Rồi mình sẽ cắt lá này đi. Cắt lá. Rồi em cắt đi. Cắt đi. Rồi sau đó em cắt chỗ này đi. Cắt đến đây. Đến này. Có nghề thật. Đẹp quá. Vào tận vườn hái những trái dưa trên giàn lại được chị Hương mời ăn ngay tại vườn. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời với tôi trong ngày hôm nay. Rất là giòn này, ngọt này. Ăn khác hẳn với cái vị khi nó chín nhỉ?
Hôm nay thành quả của chúng ta, trời thì rất là nắng, nhưng mà trước lần nào em được đi hái một quả dưa lê nào mà to như thế này chị ạ. Đây là hai giống khác nhau đúng không ạ? Đây là giống lê siêu ngọt, còn đây là giống lê gì ạ? Cẩm ngọc. Cẩm ngọc. Thì sẽ bổ bằng tay. Bổ bằng tay ạ. Để đạt xem chị Hương bổ bằng tay chị em mình xem. Bổ bằng tay. Quả này bên trong có đỏ này. Cố lên. Làm sao? Quả này bên trong cũng đỏ. Ngon thế. Ngon lắm chị ạ. Quả này có bóp được không chị? Quả này đi không? Quả này mình phải dùng dao. Đạt, thử đi. Quả này muốn ăn phải dùng dao thật. Bên trong này là dưa lê nhưng bên trong lại hơi giống dưa lưới. Nó thuộc dạng lai. Lai. Ăn thử xem dưa siêu ngọt với dưa này thì dưa nào ngon hơn. Cũng ngọt nhờ. Dưa này chắc là đắt hơn dưa lê phải không chị? Dưa này đắt hơn dưa lê. Nhưng mà sản lượng mình trồng có được nhiều không ạ? Sản lượng trồng thì sẽ được nhiều hơn là dưa tại vì nó quả nó to mà. Nhưng mà trồng cái công chăm sóc có khó không ạ? Dưa to này sẽ phức tạp hơn, mất nhiều công hơn là dưa lê. When does this usually grow? Or when do you usually sell it? Dưa này sẽ trồng từ khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 sẽ thu hoạch. Thì sẽ trồng nữa là từ tháng 8, tháng 8 đến tháng 10 sẽ được thu. Thế là một năm mình sẽ được hai. So, will you add more like the tourism side of this farm so that there's a lot of people who would visit? Mọi người có thể đến đây trải nghiệm trồng và chăm sóc và đến lúc thu hái. Ngoài cái việc phát triển nông nghiệp thì phát triển cả du lịch bền vững gắn liền với nông nghiệp nữa thì cũng sẽ là một hướng đi mới cho người dân Định Hóa và hợp tác xã sản xuất an toàn nông nghiệp Định Hóa đúng không ạ? Ngày hôm nay ăn thì cũng đã ăn rồi, hái thì cũng hái rồi, nhưng mà chị còn muốn cho Đạt có một trải nghiệm đó là làm nông dân một ngày với chị Hương. Yeah. Em có sẵn sàng không? Yeah, it's so good. Rất vất vả đấy. Let's go. Chị ơi, hiện nay mùa này thì chị trồng bao nhiêu sản lượng dưa hấu hả chị? Ở đây em đang có 4.000 cây dưa hấu. Đi vào trồng dưa hấu vượt đỏ. Thế cái lứa dưa hấu này là mình đã trồng được bao lâu rồi ạ? Dưa hấu này trồng được khoảng 35 ngày. Thế giờ chúng em sẽ phải làm gì đây để chăm sóc này? Bây giờ mình sẽ phải cắt những cái nhánh này đi để nó tập trung nuôi quả. Cắt nhánh này? Cắt cái nhánh này đấy đúng không? Sao phải cắt hết đi hả chị? Tức là mình chỉ để cái thân chính của nó đây. Đây là những cái nhánh con của nó này. Đây là những cái nhánh con. Chứ đây là... Thế mình cắt cái này đi à? Không, mình chỉ cắt cái nhánh mọc ở nách lá ra thôi nhá. Đây. Đây đúng không? Không không, mình mình sẽ không cắt lá này, mình chỉ cắt nhánh ấy thôi. Đây là tức là mình chỉ bỏ cái nhánh ở đây. Đây là thôi. Hoa hả chị? Đây là hoa đực. Hoa đực. Đây là hoa cái rồi. Hoa cái này thì sẽ ra được quả này. Oh, the flowers. Yeah. Dưa này thì trồng bao lâu thì sẽ được thu hoạch? Dưa này sẽ trồng khoảng 60 ngày, 60 đến 65 ngày. Sau khi cắt cái này xong thì mình có phải làm hết cái cỏ này không chị? Có, mình sẽ phải làm cỏ hết xung quanh vườn này đi để hạn chế sâu bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi được tận tay làm những công việc nhà nông. Mọi thứ đều rất mới lạ nhưng khiến tôi vô cùng thích thú.
Bằng sự háo hức và một chút vụng về, người bạn đến từ Philippines của tôi đã có trải nghiệm làm nông dân đáng nhớ khi check-in tại Định Hóa, Thái Nguyên. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là hướng đi mới cho bà con nơi đây, phát triển du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao.